Britney có marshmallow màu hồng, còn Alex thì có cả một quả bóng sô-cô-la. Còn Julie thì có gấu kẹo dẻo. Ôi, các bạn thích con gấu mình không? Ê, các bạn ơi, nhìn này muốn thử không? Tất nhiên rồi. Đây. Ôi, trời ạ, thế mà cũng tin. Tất nhiên là tớ sẽ tự ăn hết rồi. Nó là của mình. Trời ơi, ngon quá. Ôi, vâng. Trời ạ, đồ ăn màu xanh quá tuyệt vời. Ôi, tất cả mọi thứ, cái gì cũng ngon, đầu cũng ngon.